Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thanh Long Việt. Và ngày hôm nay thì kết quả của mình về cái Thanh Long vỏ vàng ruột trắng rồi nè. Độ tuổi của cây của mình ở đây là khoảng cỡ 6 tháng. Rồi chúng ta xong điện thử luôn. Vừa rồi tôi có quay rất là nhiều clip để xem cái độ hiệu quả của cái xong điện thế nào. Thì ngay bây giờ thì cũng có trái rồi nè. Đang này rất là đẹp. Như con cũng thấy thì cái quá trình trồng của nó thì cái độ xử lý thì tai ngoe nó cũng khá là dễ nè. Có nhiều người anh chị em nó thắc mắc ngoe nó như thế nào. Đây nè, nhà tôi xịt thuốc cũng bình thường tại vì cái này tích cơ cho nên là cũng không dám làm gì nhiều cho nó. Còn mà thấy tai ngoe nó y chang Thanh Long ruột trắng, ngày hôm nay Thanh Long đỏ mà còn cũng trồng chung một gốc luôn. Mốt xong mình đối chứng. Chắc do màu và ruột trắng cho nên là cái cũng giống như đang Thanh Long ruột trắng vậy, rất là đẹp. Cận cảnh chi tiết rồi con luôn, dính cái cuốn này. Trồng được 6 tháng rồi ngay tại vườn thì đây cũng là cái trái bó đầu tiên thôi tôi trồng, tại vì nhiều bà con không biết đúng giống hay không, trồng ra trái như thế nào đó. Thì ở đây trái Việt Nam nè, tôi quay sẵn sàng cho bà xem, con xem. Nếu mà có gì bà con có thể ghé lên địa chỉ trong nhà tôi cũng có thể xem luôn. Chỉ là cái hai bà con nhìn thấy cái nhánh hai khác nhau đây. Đây là nhánh Thanh Long vỏ vàng. Đây là nhánh Thanh Long ruột đỏ nè. Tôi trồng lên một cây luôn cho đối chứng sau này dễ dòng. Thì lúc nào cái nhánh Thanh Long vỏ vàng của mình nó nhìn cũng rất là khác. Cái nhất là cái thớ này. Đây nè. Gần như nó bằng nhau. Nhìn cái biết ngay. Còn Thanh Long bên đây là nó đỏ nè. Nó rất là dài. Nhìn rất là khác. Chồng bà con cũng còn nhiều bà con chưa có biết về cái giống này nhiều, chưa biết cách chăm sóc ra sao, cũng như là khi chín xử lý trái như thế nào thì thấy tôi trồng bình thường không có gì đâu khó. Tai ngoe vẫn vuốt vẫn là bình thường hoàn toàn đẹp không? Đó là không có nhiều để cung cấp trong dịp Tết ngày hôm nay. Thấy tiềm năng của cái loại này rất là khó. Con coi dính ứng từng điều nữa không? Mới đầu là trái xanh. Từ từ lên mà nó vàng từ từ. Đó. Rất là đẹp. Trong khoảng năm 2019 ấy, thì nếu mà con ta cần đầu tư về cái loại giống Thanh Long vỏ vàng ruột đỏ ruột trắng này thì có thể liên hệ trực tiếp vào địa chỉ của Thanh Long Việt ở bên dưới màn hình đó. Chúng ta có thêm những thông tin để phương án là đầu tư cho nó tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho bà con. Xin chào bà con đang trở lại với kênh Thanh Long Việt và tôi đang cầm trên tay Thanh Long vỏ vàng ruột trắng cũng như là giống của nó. Nếu bà con có nhu cầu chúng ta cần về giống này thì bà con hãy liên lạc vào số điện thoại bên trên cũng như là địa chỉ thanhlonggiống.com hay là kênh YouTube của tôi để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là khả năng cung cấp giống từ đơn vị Thanh Long Việt. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi rất là nhiều.